người tu hành chúng ta phải tránh hai thái độ cực đoan một là quá lợi dưỡng quá sung sướng cái thứ hai là quá khổ hành, ép sát thì đây là hai khía cạnh cực đoan mà nếu như chúng ta vướng vào rồi chúng ta không thể đi đến sự giải thoát giác ngộ được và khi đức thế tôn chỉ ra được hai cái mặt không có lợi ích phải bỏ đi của hai cực đoan ngài mới bắt đầu ngày chuyển bánh xe pháp luôn. đó là gì ngài chỉ cho chúng ta thấy đây là khổ nè đây là nguyên nhân khổ nè đây là sự chấm dứt khổ nè và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ mình nghe cái khổ tập diệt đạo nhiều khi là mình mơ màng nhưng mà đây là bốn cái sự thật hiển nhiên tức là gì đây là khổ đức thế tôn chỉ đây là khổ nè chỉ cho mình thấy khổ là cái gì rồi nguyên nhân của khổ là cái gì và chúng ta đây là cái sự chấm dứt khổ ngài thấy rõ có sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ rồi ngài mới nói khổ chúng ta cần phải nhận thức nó cần phải biết nó cần phải nhận thức nó nguyên nhân của khổ thì cần phải được đoạn trừ sự chấm dứt khổ thì cần phải được đạt đến và con đường đi đến sự chấm dứt khổ cần phải được thực hành và những ai đã thực hành rồi con đường đi đến sự chấm dứt khổ những ai đã thành tựu rồi cái con đường này thì họ có thể tuyên bố cái khổ đã được họ biết rõ nguyên nhân khổ đã được họ đoạn trừ sự chấm dứt khổ đã được họ chứng đạt và con đường đi đến sự chấm dứt khổ đã được họ hành kỳ thì đây là ba vòng chuyển pháp luân thành ra đó nhiều người à, nếu mà đọc đơn thuần bài kinh chuyển pháp luân có khi quý vị đọc sẽ cảm thấy rối ha cảm thấy rối thì sư tóm gọn lại sư sắp xếp câu chữ lại để cho nó trở nên dễ hiểu ba vòng rất là đơn giản thế tôn chỉ đầu tiên chúng ta thấy nè đây là khổ đây là nguyên nhân của khổ đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đây gì nữa khổ cần phải được nhận biết nguyên nhân khổ cần phải được chấm dứt sự hết khổ cần phải được chứng đạt và con đường đi đến sự chấm dứt khổ cần phải được hành trì cái thứ ba đối với những ai đã thực hành xong rồi chứng đắc được đạo quả rồi thì họ có thể tuyên bố khổ đã được họ biết rõ nguyên nhân khổ đã được họ đoạn trừ sự chấm dứt khổ đã được họ chứng đạt và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đã được họ hành trì